Theo y học cổ truyền, đan sâm được mệnh danh là huyết bệnh yếu dược, tức thứ dược quan trọng trị các bệnh liên quan đến huyết học. Đan sâm còn có tác dụng ngang với những bài thuộc tú vật bài thuốc bổ huyết điều huyết, kinh điển của y học cổ truyền. Vì vậy dân gian vẫn lưu truyền, đan sâm là vị thuốc bổ cho mọi nhà. Vậy vị thuốc đan sâm có tác dụng quý báu trong chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe thế nào? Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua những thông tin dưới đây. Cây đan sâm San Giamitio Hija băng theo y học cổ truyền, đan sâm có vị đắng khổ sắc đỏ đỏ thuộc tâm hỏa, nhập tâm và tâm bào lạc. Tác dụng của đan sâm. Đan sâm có tác dụng phá túc huyết, huyết lưu ứ lại, sinh ra huyết mới, ứ khử nhiên hậu tân sinh, dưỡng huyết an thai, trị tử thai khứ ứ, điều kinh mạch phong hàn thấp nhiệt, tích tụ lâu ngày làm tổn thương khí huyết, kinh mạch không điều hòa, gây huyết hư, huyết ứ, khí trệ, đàm trở. Kinh mạch điều hòa thì bệnh tự tán, chủ trị các chứng hư lao, cốt tiết thống, đau nhức xương khớp, phong tí bất tùy chân tay mệt mỏi, ngại vận động. Không theo chủ ý, trường minh phúc thống đau bụng, sôi bụng, băng đới trưng hạ, trưng là khối không di động, hạ là khối trong bụng di động được, lúc tụ lúc tán, đều là huyết bệnh, mục xích mắt đỏ, sáng thống chỗ rỗng trong thân thể bị trở ngại, làm cho cân thịt co rút, rồi phát ra đau đớn đều gọi là sáng, sang giới, thủng độc. Đan sâm dưỡng thần định chí, thông lợi huyết mạch, giúp dưỡng huyết, điều huyết, quy thụ thiếu âm, thụ quyết âm kinh giúp công năng của tâm, tâm bào được điều hòa. Vì vậy, đan sâm là dược vị không thể thiếu trong các phương thuốc trị các chứng bệnh về tâm, về huyết. Đan sâm ngăn ngừa xơ vữa động mạch, chống oxy hóa, chống viêm. Ngoài ra đan sâm còn là loài a di thảo dược tiềm năng chống rối loạn nhịp tim, bảo vệ trái tim, cơ quan đích mà các bệnh tim mạch nhắm tới, giúp làm chậm tiến triển của bệnh tim và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Dược liệu từ đan sâm. Vị thuốc đan sâm từ rễ phơi hoặc sấy khô của cây đan sâm, San Giamitio Hija băng. Rễ ngắn, thô, đôi khi ở đầu rễ còn sót lại gốc của thân cây. Rễ hình trụ dài, hơi cong queo, có khi phân nhánh và có rễ con dạng tua nhỏ, dài 10-20 cm, đường kính 0.3-1 cm. Mặt ngoài màu đỏ nâu hoặc đỏ nâu tối, thô, có vân nhăn dọc. Vỏ rễ già bong ra, thường có màu nâu tía. Chất cứng và giòn, mặt bẻ gãy không chắc có vết nứt, hoặc hơi phẳng và đặc, phần vỏ màu đỏ nâu và phần gỗ màu vàng xám, hoặc màu nâu tía với bó mạch màu trắng vàng, xếp theo hình xuyên tâm. Dược liệu từ cây và rễ đan sâm. Xem thêm thành phần dược liệu và công dụng của đan sâm. Các bài thuốc tốt cho sức khỏe từ đan sâm. Bài thuốc 1, chữa kinh nguyệt không đều, động thai, đau xương ơ gờ khớp. Đan sâm rửa sạch, để ráo nước, thái miếng, phơi khô, tán nhỏ. Sắc lấy nước ngày sắc 8 giờ, chia ra ngày uống 2 tháng 3 cốc, uống 2 tháng 3 lần. Bài thuốc 2, chữa đến kỳ kinh không gây đau đớn. Đan sâm 10 giờ, hương phụ 6 giờ, đương quy 10 giờ, bạch thược 5 giờ, xuyên khung 5 giờ, địa hoàng 10 giờ, nước 600ml. Sắc còn 200ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Bài thuốc 3, chữa đau tức ngực, đau nhói tim. Đan sâm 32, xuyên khung, trầm hương, ớt kim, mỗi vị 20 giờ, hồng hoa 16 giờ, xích thược, hương phụ chế, hẹ, qua lâu, mỗi vị 12 giờ, đương quy phỉ 10 giờ. Sắc uống ngày 1 thang. Đan sâm 32, xích thược, xuyên khung, hoàng kỳ, hồng hoa, ớt kim, mỗi vị 20 giờ, đảng sâm, toàn đương quy, trầm hương, mỗi vị 16 giờ, mạch môn, hương phụ, mỗi vị 12 giờ. Sắc uống ngày 1 thang. Bài thuốc 4, chữa suy tim, đan sâm 16 giờ, đảng sâm 20 giờ, bạch trục, ý chỉ, xuyên khung, ngư tất, trạch tả, mã đề, mộc thông, mỗi vị 16 giờ. Sắc uống ngày 1 thang. Đan sâm, bạch trực, bạch thược, mỗi vị 16 giờ, thục linh, đương quy, mã đề, mỗi vị 12 giờ, cam thảo, can khương, nhục quế, mỗi vị 6 giờ. Sắc uống ngày 1 thang. Bài thuốc 5, chữa viêm tắc động mạch chi đan sâm, hoàng kỳ, mỗi vị 20 giờ, đương quy phỉ 16 giờ, xích thược, quế chi, bạch chỉ, nghệ, nhũ hương, mộc dược, hồng hoa, đào nhân, tô mộc, mỗi vị 12 giờ. Sắc uống ngày 1 thang.
đan sâm, huyền sâm, kim ngân hoa, bồ công anh, mỗi vị 20 giờ, sinh địa, đương quy, hoàng kỳ, mỗi vị 16 giờ, hồng hoa, chiên hồ sách, mỗi vị 12 giờ, nhũ hương, một dược, mỗi vị 8 giờ, cam thảo 4 giờ, sắc uống ngày 1 thang. Bài thuốc 6, chữa suy nhược thần kinh, nhức đầu, mất ngủ đan sâm, bạch thược, đại táo, hạt bùn sao, mạch môn, ngưu tất, huyền sâm, mỗi vị 16 giờ, chành chành, toan táo nhân, mỗi vị 8 giờ, các uống ngày 1 thang. Đan sâm, liên tâm, táo nhân sao, quả trắc bá, mỗi vị 8 giờ, viện chí 4 giờ, các uống ngày 1 thang. Bài thuốc 7, chữa viêm khớp cấp đan sâm, kim ngân hoa, mỗi vị 20 giờ, đảng sâm, hoàng kỳ, bạch trực, mỗi vị 16 giờ, đương quy, long nhãn, liên kiều, hoàng cầm, hoàng bá, mỗi vị 12 giờ, táo nhân, phục linh, mỗi vị 8 giờ, mộc hương, viện chí, mỗi vị 6 giờ, sắc uống ngày 1 thang. Khi có loạn nhịp, đan sâm 16 giờ, sinh địa, kim ngân, mỗi vị 20 giờ, đảng sâm 16 giờ, chích cam thảo, a dao, mạch môn, hạt vừng, đại táo, liên kiều, mỗi vị 12 giờ, quế chi 6 giờ, cường sống 4 giờ, sắc uống ngày 1 thang. Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu biết hơn về công dụng của cây đan sâm. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, những bài thuốc chữa bệnh của các cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's plug us. Bye.